Xin chào toàn thể anh em. Xin giới thiệu đến anh em một bộ phối ghép cực bình dân, nhưng mà giá cực bình dân nhưng mà chất âm cực hay anh em. Hôm nay mình sẽ test cho anh em nghe một bản nhạc vàng bolero để anh em nghe xem cái con ma răng và đôi loa JBL nó hợp nhau như thế nào trong cái phân khúc tầm 11 triệu quay đầu anh em. Nghe đã sướng lắm. Bao zin bao xịn hết cho anh em. Đôi loa rất đẹp, e căng còn xịn luôn. E căng có dập logo của TLX16 luôn. Loa các cấu trúc driver của loa rất đẹp. Loa sử dụng một bát 20 màn giấy gợn sóng gân mút. Một chung giấy gân vải và một chép đôm titan đặc trưng của JBL có logo TLX16 California USA Margin Đan Mạch. Đôi loa này là thương hiệu của Mỹ nhưng mà sản xuất và lắp ráp tại Đan Mạch anh em nhé. Con ma răng này sử dụng 4 sò xanh ken 2 vít to, công suất 200W, trở kháng chơi được loa từ 4 đến 16 ohm anh em ạ. Có thể ghép vang và hát karaoke được, tiếng mượt mà. Chất âm của ma răng thì anh em biết rồi. Các cấu trúc màng loa rất đẹp, có một lớp lỉ ở đằng trước này anh em này. Đây cái lớp lỉ này, cái lớp lỉ này là vẫn còn ánh kim tuyến đấy anh em nhé. Tuyển nữa đôi này khó lắm. Các thùng vách rất đẹp. Lóc ngoài anh em này. Hậu vách có một lỗ thông hơi đằng sau ấy anh em nhé. Con ma răng này cũng cực đẹp. Đây mình vẫn test bằng cái máy tính này thôi anh em. Xin mời anh em đến với một bản test nhé. Ai có nhu cầu thì xin liên hệ cho Hà Audio Hải Phòng nhé. Anh em xem kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh và một nút like. Anh em nào mà đăng ký kênh rồi thì cho mình xin một nút like nhé. Mình xin cảm ơn tất cả đến anh em đã đóng góp ý kiến chân thành xây dựng cho kênh của mình phát triển. Đó là một niềm rất vui đối với mình và một lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tất cả anh em đã ủng hộ trong thời gian vừa qua và những anh em chuẩn bị ủng hộ mình nữa. Mình cảm ơn anh em rất nhiều. Xin mời anh em đến bản test.
Xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em clip sau nhá.